Chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng kiểm tra sản phẩm kệ treo khăn Elok Đa Lăng LB7 của Euroline, và đây là đóng gói của sản phẩm. Tôi sẽ chúng ta cùng kiểm tra xem đóng gói của kệ. Kệ được đi kèm một bộ ốc vít. Đây là ốc vít. Ốc vít của kệ LB7 hoàn toàn bằng inox xúc 304. Chúng ta có thể thấy với chất liệu inox xúc 304 thì ốc vít này sẽ không bao giờ bị han rỉ theo thời gian, và có thể bền vững ở trong môi trường ẩm ướt và phòng tắm. Ngoài ốc vít thì Euroline luôn luôn đi kèm một bát và chụp bằng inox, tức là khi bắt chúng ta sẽ bắt theo chiều này, và chụp inox sẽ được chụp bên ngoài giúp che đi phần khiếm khuyết của đầu đinh vít tạo ra, tức là khi bắt thì sản phẩm sẽ được làm như vậy, rất là gọn gàng và đẹp thẩm mỹ. Khi tháo thì chúng ta chỉ cần lật mặt này ra thôi và vặn ốc vít ra cách bình thường. Đó là ưu điểm đầu tiên về ốc vít của kệ. Kế tiếp chúng ta cùng xem thiết kế của kệ. Kệ hoàn toàn được làm từ inox xúc 304 dày và cứng cáp. Chúng ta thấy độ sáng bóng rất là cao. Logo của Euroline được in ở trên thân kệ. Kệ được thiết kế linh động, chúng ta có thể gập kệ lên hoặc gập còn lại sát vào tường khi không sử dụng như vậy. Ngoài ra kệ còn được thiết kế một máng treo khăn, cũng có thể gập hoặc gấp sát khi không sử dụng. Phía bên dưới của kệ được tích hợp một thanh móc treo với 5 móc bằng inox xúc 304, rất là cứng cáp. Chúng ta có thể nhìn thấy logo xúc 304 được in ngay dập chìm ở trên thân của sản phẩm. Về phần bát kệ được dập từ inox xúc 304 nguyên miếng và được hàn điện rất là chắc chắn. Về phần khớp xoay, chúng ta thấy khớp xoay của kệ được gia cố thêm một miếng nhựa tạo độ êm khi chúng ta gấp gọn sản phẩm hoặc khi kéo ra. Phía mặt trên của kệ được làm với 4 thanh song song nhau, có thể để được nhiều khăn và vật dụng nhỏ tránh rơi khi sử dụng. Đây là toàn bộ kệ inox Đa Lăng B7 của Euroline, một sản phẩm rất là cứng cáp và tạo không gian rộng thoáng cho phòng tắm của nhà bạn, một sản phẩm không thể thiếu cho tất cả các phòng tắm hiện đại ngày nay. Các bạn hãy lựa chọn sản phẩm kệ inox Đa Lăng xúc 304 của Euroline để đảm bảo được về chất lượng cũng như chất liệu của sản phẩm. Euroline cam kết các sản phẩm hoàn toàn được làm từ inox xúc 304, và Euroline luôn luôn bán và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đúng theo công bố và chất lượng đã được kiểm chứng. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video clip giới thiệu sản phẩm kệ inox Đa Lăng LB7 của Euroline. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.